Ba Dô, Vinh Lộc. Xin chào mừng quý vị khán giả đã tới với chương trình Gia đình siêu đẳng. Và chương trình Gia đình siêu đẳng là một trò chơi truyền hình thực tế dành cho các bé từ 8 tới 12 tuổi tham gia các hoạt động ngoài trời cùng với gia đình và phụ huynh của mình. Đây là một chương trình một lần nữa ôn lại tất cả những kiến thức về lịch sử, mong cho các bé hiểu biết nhiều về lịch sử của nước nhà chúng ta. Và đồng thời các bé cũng được tham gia các trò chơi để học hỏi những kỹ năng sống, những kỹ năng ngoài trời để có thể giúp các bé trưởng thành hơn. Và bây giờ thì chúng ta xin điểm lại một số chi tiết về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Trong lúc mà đoàn khởi nghĩa Hai Bà Trưng tấn công vào thành Ly Lâu thì tên Thái Thú Tô Định cảm thấy rất tiếc rẻ về những tài sản của mình. Bởi vì bà tôi nhớ là tên Thái Thú Tô Định là một kẻ rất là tham lam. Bây giờ đứng nhìn một đống châu báu của mình không kịp đưa về nước Hán thì ông ấy rất là tiếc rẻ mà lại còn đầy sự tuyệt vọng. Nhưng mà lúc đó thì đoàn khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đi đến tận nơi giáp thành rồi, nên là Thái Thú Tô Định cảm thấy hoảng sợ, liền cắt râu tóc nè, cải trang y phục rồi trốn ra khỏi thành, lén vào đoàn loạn binh để mà trốn về nước. Bởi vậy chúng ta có thể thấy là tên Thái Thú Tô Định là một kẻ vừa tham lam lại còn vừa hèn nhát. Nhưng mà sau khi chiến thắng, đã chiếm đóng được thành Cổ Loa và chiến thắng được thành Ly Lâu thì Hai Bà Trưng cũng đã thể hiện được một cái lòng nhân hậu bằng cách đã mở cửa cho quân Hán trở về nước. Chỉ trong vòng một tháng thì Hai Bà Trưng đã giải phóng được đất nước, nhân dân thì vui mừng, còn các lạc tướng thì suy tôn Trưng Trắc lên làm vua. Và sau khi bà Trưng Trắc lên làm vua thì bà cũng đã miễn thuế cho dân 2 năm và bắt đầu quá trình củng cố lại thành lũy để bảo vệ cho đất nước, khiến cho trăm dân trăm họ được vui mừng. Và bây giờ biết không, cái thành lũy mà Hai Bà Trưng xây dựng đó chính là thành lũy rất đặc biệt, hình tổ kén. Đây là một chi tiết đặc và biệt. Và ở trong trò chơi của chúng ta ngày hôm nay trong chương trình Gia đình siêu đẳng thì chúng ta cũng đã có một mô phỏng về thành tổ kén. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng không còn chờ đợi gì hơn nữa, đó chính là gặp gỡ 6 đội chơi để xem họ sẽ thi đấu một cách tuyệt vời như thế nào. Và chúng ta cũng đã gặp gỡ 6 gia đình, còn bây giờ là luật chơi. Thử thách đầu tiên mang tên phơi lụa. Nhiệm vụ của các gia đình là phải căng thật dài, thật căng 4 tấm vải lụa có ở phía trước đây. Và tiếp theo là họ phải sử dụng 4 nang tre để căng những tấm vải lụa còn lại. Lưu ý một điều, mỗi tấm vải lụa có chiều dài khác nhau, tương đương với những cột mốc khác nhau. Sau khi hoàn thành thử thách thứ nhất, bé sẽ chạy nhanh đến kỳ đài và kéo thật cao ngọn cờ khởi nghĩa. Tiếp tục ở thử thách thứ 3 thì cả gia đình của mình sẽ phải vận chuyển quân lương. Họ phải để hết tất cả 12 bao quân lương lên hết giá đỡ. Sau khi hoàn thành thì họ sẽ di chuyển tới thử thách tiếp theo. Bé sẽ cầm cờ vượt qua con đường đèo dốc. Trong quá trình đó thì bố mẹ của bé hoặc là người thân sẽ lấy những cái ụ rơm ở hai bên đường để lót đường, để tạo thành một con đường bằng phẳng cho bé vượt qua thử thách. Cuối thử thách, bé sẽ cầm cờ cặm cuối móc để thể hiện cho mình đã vượt qua thử thách này. Và ở thử thách tiếp theo là một thử thách mang tên công phá thành Ly Lâu, nơi Thái Thú Tô Định đang chiếm giữ. Nhiệm vụ của cả gia đình chúng ta là sử dụng dàn bắn đạn tấn công vào cổng thành. Nếu như trúng vào một trong 4 hình nhân thì cả gia đình có thể vượt qua thử thách. Trong trường hợp không bắn trúng, cả gia đình phải bắn 12 viên đạn vượt qua cổng thành. Như vậy mới được công nhận là đã hoàn thành thử thách. Sau khi vượt qua khỏi thành thì gia đình sẽ bước đến thử thách cuối cùng là vận chuyển nước và lúa nếp bước vào thành tổ kén. Đến tâm thành, một mình bé sẽ bưng mâm bánh dày di chuyển về đích. Đó là kết thúc hành trình của gia đình của chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với gia đình đầu tiên của tập thứ 5 ngày hôm nay. Đó chính là gia đình của bạn Thành Trung. Nona, xin chào khán giả đi nào. Và tôi thấy là chị đang mặc trên mình một cái áo là hội những người yêu thiên nhiên. Cả gia đình mình ai cũng yêu thích thiên nhiên và cây cảnh đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi ạ. Chị có muốn nhắn gửi gì cho các bé và cũng như những khán giả đang xem chương trình được không ạ? Mình hãy yêu thiên nhiên nhiều hơn và yêu quý cây cỏ từ những cái ngọn cỏ nhỏ nhất. Cảm ơn. Chắc chắn trong cái hoạt cảnh thiên nhiên như thế này sẽ ủng hộ rất lớn cho những người biết yêu quý thiên nhiên đúng không nào? Và cả gia đình chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, mình chơi hết sức mình nha cả nhà. Ở vòng thi đầu tiên này chúng ta có một thử thách, đó chính là phơi lụa. Đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nhưng cũng không kém gì phần nhanh nhẹn của cả nhà. Chúng ta có 4 dải lụa phù hợp với 4 cục móc ở trên hiện trường chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải tìm ra được những tấm vải lụa nào phù hợp.
chứ không thôi là sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Rồi đè vô mạnh lên. Đó thấy chưa, vậy mới căng đó. Và đã gần 2 phút trôi qua rồi. Cột mốc đầu tiên mà chúng ta cần phải vượt qua đó chính là cột mốc 8 phút 31 giây. Và kỷ lục tính tới bây giờ vẫn chưa được một gia đình nào phá vỡ, đó chính là 6 phút 05 giây. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau tập trung nếu như chúng ta muốn có một thành tích tốt nhất. Ra sẵn cờ đi Thành Trung. Rồi kéo đi nào con. Kéo đi, nhanh lên nhanh lên. Chàng trai của chú giỏi lắm. Cố lên nào. Kéo lên rồi quay cố định. Rồi kéo xuống rồi mẹ chạy. Rồi cả nhà nhanh tay đi kéo một lúc 2-3 bao luôn nè. Ở phần thi này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình với nhau, bởi vì họ sẽ cùng nhau xây một tòa tháp 4 tầng bằng những bao quân lương. Nếu như chúng ta không khéo, không tỉ mỉ và không quyết đoán thì chắc chắn là các tầng này có thể sụp đổ một cách bất ngờ. Rồi phải có người giữ chứ không thôi nó bị đổ. Giữ, cả nhà mình cùng giữ. Hy vọng là Nghinh Lộc và Ba Vô đang trực tiếp nói chuyện với gia đình phá vỡ kỷ lục của chúng ta. Rồi mình cùng để tay ra xem như thế nào nha. Khi nào cả nhà mình sẵn sàng thì mình cùng hô. 1, 2, 3 chạy đi. Trời chạy đi. Hay quá. Khí thế đang rất hừng hực bởi vì gia đình đầu tiên của tập thứ 5 ngày hôm nay cũng rất xông xáo và rất là mừng khi đã vượt qua dễ dàng ở thử thách đã gây khó khăn với rất nhiều các gia đình còn lại. Trung ơi nhanh lên con, tấm cờ nào. 4 phút 20 giây đã trôi qua. Kỷ lục của chúng ta đang chào đón gia đình của Thành Trung. Cố lên bắn nào. 4 phút 30 giây đã trôi qua. Tập trung nào. Cánh nào, cao lên, chỉ cần cao lên 1 mét nữa là con trúng được thành nhân rồi. Chà, từ đây bố của trường. Không được vô thành, không được vô thành. Bố ơi, hỗ trợ con nào. Tìm vị trí nào gần nhất có thể. Cố gắng lên. Cao lên con, cố lên. Wow, chút xíu nữa rồi. Càng thấp người càng tốt, lùi ra càng sâu càng tốt. Ôi, hãy lâu tôi lên. Ôi, dừng lại. Người ta đang tập trung. Nói chung là gia đình mình cố gắng lên để phá kỷ lục nào. Trung ơi, những phát đầu tiên của chúng ta thật thành công mà. Bố ơi. Không, con tập trung, Trung. Con Trung, con bận đang tập trung để bắn đi con. Bố ơi, cẩn thận liều liều. Ba của chúng ta đang bảo vệ mình. Nhưng mà... Rồi mình di chuyển cả vàng đi, di chuyển cả vàng đi. Để đó khó bắn lắm. Ba ơi, hỗ trợ mẹ con nào. Đặt thẳng với hình nhân, đặt thẳng với hình nhân, đúng rồi. Wow, vậy là vẫn chưa có người phá kỷ lục rồi, rất tiếc. Nhưng mà gia đình của chúng ta vẫn còn có... Ôi! Vẫn như thế, vẫn như thế. Yeah! Chạy, 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 chạy. Chạy! Cơ hội, cơ hội. Cơ hội gia đình chúng ta bước vào top 3. 7 phút 20 giây đã trôi qua. Khả năng là gia đình chúng ta nằm trong top 3. Nhanh lên nào Thành Trung. Ba mẹ ơi, thể hiện sức lực của mình đi nào. 1 phút nữa để bước vào top 3. Cố gắng lên. Chạy lên ba mẹ, chạy lên. Chúng ta còn 30 giây nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi Trung lấy cái mâm vào sẵn. Chạy, nhanh lên ba mẹ. Thành Trung, chạy. Chạy, ngược lại. Trời ơi. Nhanh lên ba mẹ, chạy theo. Ba mẹ. Thành Trung, chạy nhanh. Nhanh, nhanh. Bước vào top 3 hay không là phụ thuộc vào con. Không cần phải là gọi là bao nhiêu giây bao nhiêu phút, nhưng mà gia đình cùng với Nghinh Lộc chúng ta nhảy một vũ điệu quan giải đi nào. Than 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 than. Mệt quá không nhảy được đúng không? Nhưng thực ra điệu nhảy đó là để chúc mừng gia đình của Thành Trung. Gia đình của chúng ta đã lọt vào top 3.
Đừng có mừng vợ ơi, đừng có mừng vợ chưa. Ở phía sau còn rất nhiều đội nữa để có khả năng là phá kỷ lục của top 3. Bởi vì gia đình của chúng ta chính là 8 phút 14 giây. Chúc mừng gia đình đã lọt vào top 3. Đợi đi, đừng có vui chứ. Ba ơi, ba cảm thấy như thế nào khi mà gia đình của mình đã leo lên vị trí thứ 3 trong tổng bảng xếp hạng? Quá mừng, quá vui. Rồi còn con, Thành Trung, con thấy như thế nào? Dạ con thấy là mệt đó, nhưng mà vui. Nhưng mà con có cảm thấy là hãnh diện khi mà trong buổi chơi ngày hôm nay cùng với ba mẹ chúng ta đã đạt được kỷ lục chưa? Dạ có. Vượt lên chính mình đúng không? Hy vọng là tất cả gia đình của chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, chia sẻ những giây phút hạnh phúc như thế này. Còn bây giờ thì gia đình của chúng ta hãy chia tay khán giả đi nào. Tính tình của nó thì cũng trầm tính lắm. Hoạt động ngoài trời thì cũng nhiều nhưng mà ít nói. Mong muốn con của mình sau này nó có thể là tham gia nhiều cái chương trình hoạt động ngoài trời hơn. Con không có nghĩ là hôm nay con sẽ lên được top 3. Mà lúc chờ ở ngoài con cũng không có biết là mình làm nhanh như vậy. Mẹ đăng ký đi thi nhưng mà Trung biết mẹ cũng hay bị mệt á. Thành ra là đi từ sáng giờ cũng nắng, mẹ bị đau đầu, tụt huyết áp. Nên là nãy giờ động viên mẹ ghê lắm, hai mẹ con mới vượt qua nữa. Có nhân có câu đi đá banh bận quần xanh áo đỏ, đi cắt cỏ bận quần đỏ áo xanh. Tuy nhiên bé Kim Anh của chúng ta thì bận quần xanh áo đỏ. Xin chào gia đình bé Kim Anh. Chào cô. Wow, tiếng nói thật là lanh đúng không Kim Anh ơi? Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 6. Là 12 tuổi, vừa đủ tuổi luôn. Thời gian rảnh rỗi của gia đình thì Kim Anh cùng với ba mẹ thường hay làm gì nè? Dạ đi chơi. Là đi đâu? Dạ đi những nơi xa xôi. Những nơi xa xôi. Vậy thì bây giờ chúng ta không cần đi chơi xa xôi ở đâu hết, mà gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau chơi những trò chơi thật là hấp dẫn và thú vị tại trường quay này. Đó chính là những thử thách của chương trình Gia đình siêu đẳng. Gia đình của mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thì bây giờ đưa cô cái micro nè. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah. Vậy là thử thách đầu tiên của gia đình Kim Anh đã được bắt đầu. Wow, cảm thấy bố của Kim Anh rất là xông xáo. Đúng rồi bố mẹ ơi, Ninh Lộc nhắc cho bố mẹ được biết rằng là không đúng rồi, coi chừng nha. Rồi có thể là đúng. 4 miếng lụa của chúng ta với 4 chiều dài và kích cỡ khác nhau, chúng ta phải biết chọn lựa một cách chuẩn xác nhất để có thể phơi lụa đúng cọc nha. Phía bên tay phải của Ninh Lộc là bố mẹ đang căng lụa, thì tay trái bé Kim Anh nhà chúng ta là một cô gái rất khéo léo và nhẹ nhàng. Kim Anh ơi, con cần khéo hơn một xíu nữa. Cái kia nó đã xúc rồi Kim Anh. Wow, bố mẹ Kim Anh rất là xông xáo. Mỗi một tấm lụa là 4 cái nẹp tre nha. Như vậy mới đặt yêu cầu của thử thách này. Còn một cây nữa Kim Anh, chạy lại kỳ đài. Đợi, nhanh lên, lẹ lên, đợi nha. Khi nào bố mẹ xong thì con mới kéo cờ. Xong chưa ba mẹ ơi? Kim Anh, kéo. Nhanh lên bố mẹ về. Quân lương, nhanh lên, đợi. Kim Anh, nhanh lên, rút lại con. Rồi, nhảy xuống con, nhảy xuống, xong rồi. Nhảy xuống. Rồi, bố mẹ kéo quân lương. Phụ mẹ nào con? Rồi, có thể một tay chúng ta có thể kéo quân lương. Bạn Kim Anh của chúng ta là rất là xông xáo nha. Chạy phụ đỡ đần cho ba và mẹ. Nhưng mà bây giờ con ơi, Kim Anh ơi, mình bớt xông xáo lại, mình hãy hỗ trợ cho ba mẹ bằng cách mình đỡ. Chúng ta có thể mường tượng giống như là chúng ta đang xây nhà. Chúng ta phải xây cái nền móng chắc thật chất. Sau đó thì chúng ta mới có thể xây lên lầu 1, lầu 2, lầu 3. Thì lúc đó là căn nhà của chúng ta mới bền vững theo tháng năm đúng không? Đúng rồi, thì hiện tại bây giờ gia đình của Kim Anh đã có một kiềm ba chân rất vững chắc. Hy vọng là tầng 4 của nhà của chúng ta sẽ đứng im tại chỗ và không ngã xuống đất. Bố ơi, cẩn thận bố ơi. Rồi chưa? Rồi, cố lên nha. 1, 2, 3. Bỏ tay ra. Không, bên Kim Anh vẫn còn. Rồi, ok, chạy mẹ, chạy. Rồi. Ôi, quay lại rồi. Không sao, dịnh lại. Bố ơi, cần kiên trì hơn một chút xíu nữa. Đúng rồi, Kim Anh, con đạp lên cái bao đi Kim Anh, để cho nó bằng lại. Đúng rồi, giỏi quá con. Một cô gái rất thông minh.
người bố rất là tỉ mỉ, chỉ cho vợ mình làm như thế nào. Em ơi, vịn bên đây. Còn Kim Anh thì rất ngoan ngoãn đứng bên kia để vịn một cái bao cao hơn tay. Yeah! Chúc mừng gia đình! Cầm cờ chạy nào con! Bố mẹ ơi, lót đường cho con, bảo vệ con để con không phải bị té. Đúng rồi! Tất cả chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay dù là một cô gái nhỏ nhắn nhưng mà bạn Kim Anh có một cái khả năng leo trèo rất là tốt nha. Chạy nhảy hết mình. Bởi vì cuộc chơi của chúng ta, cả gia đình cũng đã cuốn vào cuộc chơi rồi. Bước qua lên luôn nào, tiếp tục cắm cờ vào cái chỗ này. Cắm cờ rồi, tiếp tục nào con. Chỉ mới có 5 phút trôi qua rồi, nếu như chúng ta tập trung bắn chính xác vào. À, ba ơi, ba hãy để bé Kim Anh làm thử một lần xem nào. Càng nhiều tay thì càng bị vướng. Wow, thử rồi, cố gắng một lần. Mẹ có thể xuống nước để mình lụm những quả banh. Tấn công! Cố lên, tập trung nha Kim Anh. Đó, bắt đầu cao quá rồi. Cố gắng lên, tiếp tục. Kim Anh ơi, mình thay vì giờ mình thấp quá, mình căng, mình dở lên chút xíu, đúng rồi. Chút xíu nữa. Nè, nhấn cái này qua. Bây giờ thời gian của chúng ta đang là 7 phút 30 giây, cố lên nào. Tập trung, chúng ta phía trước chúng ta vẫn còn một cục máu, đó chính là 8 phút 14 giây. Rồi, chế banh cuối, chỉ cần bắn qua thành nữa thôi là chúng ta thành công. Rồi đi, chạy. Rồi đi, di chuyển đi mẹ phải gánh đó. Cố lên cả nhà ơi, thời gian chúng ta vẫn còn. Cột mốc 8 phút 14 giây có bực phá vỡ hay không là ngay trong giây phút này. Khi cả nhà cũng đang đồng tâm hiệu lực chạy thật nhanh rồi đây. Cố lên nào. Đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị trong ngày hôm nay. Bởi vì bạn Kim Anh cùng với gia đình của mình, ba và mẹ đã làm thật tốt trách nhiệm của mình rồi. Cố gắng đi nào. Chạy đi ba và mẹ ơi. Rồi Kim Anh chạy đi con. Rồi để xuống và chạy về cùng với con nào, nhanh lên. Cố lên nào. Cố lên Kim Anh. 17 giây. 8 phút 22. Tiếp tục con cơ hội. Chúc mừng cả gia đình của mình, chúng ta cũng đã hoàn thành phần thi thử thách của mình. Ngày hôm nay trải nghiệm của con cùng với gia đình của mình, con thấy như thế nào? Con nói cho chú biết đi. Con thấy mệt. Ngoài cái chuyện thấy mệt ra thì con thấy gì nữa nè? Dạ, vui. Và thành tích của cả gia đình chúng ta đạt được ngày hôm nay là 8 phút 30 giây. Rất là tiếc vừa lọt ra khỏi top 3 chỉ một xí xí nữa thôi. Và chia buồn cùng với cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay song song đó, Bách Thục vẫn muốn chúc mừng là cả nhà chúng ta đã có với nhau những cái khoảnh khắc tuyệt vời, đúng không Đào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào tạm biệt khán giả nào. Xin chào. Chúng ta có thể thấy thành tích của các gia đình thi đấu ở tập 5 ngày hôm nay vô cùng ấn tượng, với những thành tích thời gian rất là xích sao với những cái cột mốc kỷ lục. Và chính vì vậy đừng bao giờ đổi kênh, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay chỉ sau ít phút quảng cáo. Tiếp tục câu chuyện về Hai Bà Trưng, bây giờ cũng xin nhắc lại một lần nữa cho quý vị khán giả cùng nhau nhớ lại và chúng ta cùng ôn tập lại một lần nữa. Sau chiến thắng vang dội của Hai Bà Trưng thì Hai Bà Trưng cũng đã miễn thuế cho dân làng trong 2 năm liên tục và bắt đầu củng cố xây dựng thành lũy. Sau khi thất bại ê chề của tên thái thú Tô Định thì nhà Hán rất là căm phẫn, liền sai viên tướng rất là lỗi lạc và tài ba của mình, đó chính là Tần Mã Diện, qua xâm lược nước ta thêm một lần nữa. Với một thế lực rất là hùng mạnh của quân địch, khi mà bao vây Hai Bà thì Hai Bà quyết định là trầm mình xuống sông Hát để tự vẫn, để giữ tròn khí tiết. Các bạn có thể thấy là Hai Bà Trưng lúc nào cũng ngẩng cao mặt trước giặc thù. À, đó là một điều ý nghĩa mà dân tộc ta lúc nào cũng tự hào đó, thấy không? Thì đó mới trở thành là vị nữ anh hùng dân tộc của nước ta chứ. Và dĩ nhiên, và quay trở lại của chúng ta trong chủ đề Hai Bà Trưng thì 6 đội chơi hy vọng cũng sẽ là mang cả cái khí thế đó vào cuộc chơi để mang những thành tích tốt nhất. Và bây giờ gia đình Siêu Đẳng xin hân hạnh chào đón gia đình của bé Cathy. Cathy ơi, hình như là cô Lộc có nghe nói là đội chúng ta có đặt một tên nhóm rất là dễ thương. Tên nhóm của mình là gì nào?
Dạ, tên nhóm của đội con là tên Đất Thép. Tại sao mình lấy tên là Đất Thép vậy? Dạ, tại con ở địa đạo Củ Chi. Không biết tại sao gia đình của chúng ta lại biết được và tham gia vào gia đình siêu đẳng? Thì gia đình cũng đã có xem qua chương trình và cũng muốn tham gia chương trình để cho gia đình có cơ hội được gần nhau hơn và cho bé học hỏi nhiều hơn. Gia đình siêu đẳng sẽ đem đến những giây phút thật là thoải mái, vui tươi và một kỷ niệm đẹp đến cho gia đình. Giờ thì gia đình chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, cho phép em xin cái này ha. Rồi, đếm nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Có vẻ là có một chiến lược rõ ràng là bố mẹ sẽ là người căng lụa. Còn Cathy thì rất nhanh chóng là bỏ mỗi một nơi cọc là 4 nẹp tre. Quá tuyệt vời, có một chiến lược rõ ràng. Hy vọng rằng là gia đình của Cathy chúng ta sẽ phá được kỷ lục. Có vẻ là hình như không hợp lý rồi anh chị ơi. Ôi, hy vọng là hợp lý. Cathy, một cô bé rất là nhanh nhẹn. Bước chân thì lúc nào cũng là nhanh nhẹn để chạy tìm cái cọc nào phù hợp với lại miếng lụa. Không sao, hình như có vẻ hợp lý. Đúng rồi. 1 phút 30 giây đã trôi qua rồi gia đình ơi. Cố gắng lên, giới hạn cho dòng thử thách này chúng ta có 2 phút thì khả năng chúng ta phá vỡ kỷ lục 6 phút 05. Cố gắng lên. Cathy ơi, con rất giỏi, rất khéo léo. Nhưng cần sự nhanh nhẹn nữa con à. Cố lên chị. Bé ơi, nhẹ từ từ coi chừng đụng nè. 2 phút 15 giây, ba quả mũ lẹ lên còn cây. Lẹ, Cathy chạy về kia đây. Chuẩn bị đợi. 1 cây nữa, ba còn 1 cây nữa. Kéo Cathy. Đúng rồi. Ba mẹ nhanh lên chạy về quân lương. Cột nhanh nào Cathy. Đúng rồi, một cô bé rất nhanh. Thôi, hú hồn. Rồi, mẹ ơi có thể dùng hai tay. Đầu tiên đã trôi qua rồi. Bố ơi, bây giờ là giờ khắc mà cần sự tỉ mỉ. Người chủ trong gia đình của Cathy. Trong phần thi này nếu như mà chúng ta muốn dễ dàng vượt qua thử thách thì đòi hỏi sự đồng lòng của cả gia đình rất là nhiều. Hai người phải là người giữ ở hai bên hông, còn người còn lại sẽ có nhiệm vụ là chất lên cao và làm sao một cách khéo léo nhất để những bao quân lương này không bị ngã. Trong thử thách này chúng ta có 5 phút để vượt qua và 2 phút đã trôi qua dành cho gia đình của bạn Cathy. Không sao, thất bại là mẹ của thành công, chúng ta làm lại. Nếu như xây dựng cái nền móng thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái bao nào nó cứng được cứng để ở phía dưới, còn những bao mềm chúng ta hãy để trên. Hy vọng là gia đình của Cathy của chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này. Thời gian dành cho thử thách này chỉ còn hơn 20 giây nữa thôi. Cố gắng lên, ba Dô ơi, chỉ còn 1 bao nữa thôi. Nhưng Lộc hy vọng là gia đình của Cathy sẽ vượt qua, không chờ đợi thời gian giới hạn của thử thách này. Hết giờ, bước qua thử thách tiếp theo đi. Bước qua thử thách tiếp theo nào. Rồi cầm con chạy nào. Bố mẹ ơi, lót đường cho con chạy nào. Đúng rồi, lót đường cho con. Chị ơi, qua bên kia vẫn được. Nhanh nào, bố ơi. Đúng rồi, lên phía trước nè chị. Rồi, bước tiếp, chạy tới kia đi. Di chuyển dàn khung bắn đi anh. Di chuyển dàn khung bắn. Hãy tạo cho mình một vị trí thuận lợi để có thể dễ dàng bắn vào hình nhân đi nè. Cố lên. Hai, ba. Wow, sắp được rồi đó. Cố lên. À, vô, đưa tay. Mẹ là nhá luôn thái thú. Trời ơi, xém chúng rồi. Rồi, 2. Cái này là thấp quá. Coi chừng bị xô xuống nước nha. Có thể thấy là thái thú Tô Định và mẹ của Cathy thật là vui vẻ vào. Wow, xém chúng rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Ủa, đang chơi dung văn dung vẻ hả? Chơi cái gì nhấp qua nhấp lại hoài vậy? Cái Lộc cảm thấy là mẹ của Cathy cùng với lại thái thú Tô Định gần giống như là cho gì đó, dây trắng và dây đen đó trên một con cầu. Đi. Nhấp qua nhấp lại không ai làm gì ai hết á. Thôi cố lên. Rất là đáng yêu. Ôi trời. Chút xíu nữa thôi. Tiếc quá. Cố gắng lên. Ôi. Sắp được rồi đó, mình rút kinh nghiệm.
30 giây cuối cùng. Cố gắng lên con. Mẹ chuẩn bị leo lên bờ đi mẹ ơi. Mẹ chuẩn bị leo lên bờ đi mẹ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 di chuyển. Chạy nào, chạy nào. Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên. Rồi, mẹ và ba hãy cùng nhau gánh như cái lu nước nặng này, này đi. Cố lên, cố lên. Cathy đang rất là năng nổ và chạy về lấy những cái mâm bánh dày để có thể di chuyển về đích. Cố lên Cathy. Để cái thúng xuống, để thúng xuống, con cầm sẵn cái mâm, khoan chạy đã. Chạy nhanh lên ba mẹ, cố lên, ba mẹ quay về được tới nơi thì bé mới được quyền chạy. Rồi chạy đi Cathy. Cathy chạy đi nào. Thời gian mà chúng ta vẫn còn cơ hội để phá kỷ lục mà. Cố lên, cố lên, cố lên, chạy càng nhanh càng tốt. Rồi bấm nút. Thành tích của gia đình của mình đạt được nó rất là ấn tượng với một con số rất đẹp. 12 phút 12 giây. À, cái con số này là con số có thể của buổi tối ngày hôm nay ngồi với nhau bắt đầu lôi hết chuyện này ra chuyện nọ để trách nhau đó. Mà tối nay á, cái người mà đáng trách nhất là ai con nghĩ thử coi. Là mẹ. Sao không tự trách bản thân mình bắn quá rồi quá đất không trúng. Mẹ cũng cảm thấy mẹ xuất sắc lắm. Vì ông thấy thua ông có làm gì được, chơi không có quấy phá vậy mẹ ra sức bảo vệ. Nhưng mà hai cha con là nói chung bắn quá dở. Đó, bắn quá dở thấy chưa. Tôi chỉ mới khơi mào thôi mà cả gia đình cũng đã trách móc nhau rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt khán giả để dành thời gian về nhà trách móc nhau nó nhiều hơn ha. Xin chào khán giả nào. Xin chào. Nửa chặng đường của tập thứ 5 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với gia đình của bạn Minh Thông với một cái bộ áo rất là dễ thương đúng không nè. Bạn Minh Thông ơi, ngày hôm nay con có thể giới thiệu những thành viên tham gia cùng với mình không? Dạ, đây là chú của con và đây là chị của con. À, chú và chị ngày hôm nay là người tham gia hỗ trợ cho bé Minh Thông á. Nãy giờ mình thấy các gia đình khác là thi rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi ha. Bây giờ mình phải làm sao cho nhanh thiệt nhanh nha. 1, 2, 2 rưỡi, 3, bắt đầu. Ở phần thi phơi lụa này thì nhiệm vụ của cả gia đình của chúng ta là căng những tấm vải lụa trên những cái cột nó thích hợp với nhau. Cho nên là đòi hỏi sự phối hợp của cả gia đình rất là nhiều. Con ơi, con có cắm lộn không? Tại vì cái cục kia nó xéo, còn cái cục này nó bị dư nè. Rồi con móc vô đi, con móc vô đi. Vậy cái này là không vừa rồi, nên đổi qua những cái dài hơn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chân lên nào. Con phụ đi, con bung những cái tấm vải lụa này ra. Con bung những tấm vải lụa này ra. Rồi con phụ cho chú đi. Con phụ cho chú của mình. Rồi móc, móc vô, móc vô đây nè. Cầm cái này, cầm cái này, cầm cái này, móc vô, móc vô, đúng rồi. Chính xác. Như vậy là đã căng rồi đó, thấy chưa. Cố lên, nhanh lên nào. Đội của bạn Minh Thông đang mất khá nhiều thời gian ở trong phần này, bởi vì họ đang lúng túng không biết là những tấm lụa nào phù hợp với cột móc nào. Đừng rung nó quá mạnh, thì bởi vì nếu rung quá mạnh nó sẽ đồng thời sẽ rớt hết. Cái phía sau nữa chị, hai cái phía sau nữa kìa, nó đang bị xúc ra kìa. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ nhàng di chuyển thôi. Rồi di chuyển lên kỳ đài đi con, di chuyển đi, di chuyển đi. Kéo cờ đi con, kéo cờ đi nào. Rồi chú ơi, chú hãy di chuyển về chỗ bao quân lương đi. Rồi cao lên Thông ơi, cao lên. Rồi cố định đi con. Cố định, xoay vòng vòng, xoay vòng vòng. Rồi dùng cái dây xỏ qua, giật xuống. Giật xuống rồi, cố định rồi, chạy. Chàng trai của chúng ta ngày hôm nay cũng đã cố gắng hết sức mình trong phần thi của mình. Rồi Thông qua bên kia giữ cho chú. Thông qua bên kia giữ cho chú đi. Bây giờ nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng nha. Nhẹ nhàng, đúng rồi. Để ngang lên cũng được, để ngang lên cũng được. Wow, một chiến thuật mới. Đã 6 phút trôi qua rồi và chúng ta vẫn đang ở phần thử thách thứ 3. Chỉ còn ít phút nữa thôi. Rồi, đi, di chuyển. Có ngã hay không, có ngã hay không. Ở phần này chúng ta chỉ còn có 1 phút nữa là tối đa để vượt qua. Cố lên nào.
Chúng ta còn một phút. Gia đình của bé Minh Thông đã sử dụng rất nhiều chiến thuật để vượt qua thử thách này, nhưng mà rất tiếc, cứ đã chồng lên thì lại rớt xuống, chồng lên thì lại rớt xuống. Nhưng không sao, chúng ta phải khắc phục thôi. Cố gắng đi mọi người ơi, cố gắng lên gia đình Minh Thông ơi. Rồi gia đình chúng ta di chuyển đi, hết giờ rồi, cho thử thách này di chuyển đi. Rồi cầm cần, chú ơi, chị ơi, lót đường cho em nào. Rớt rơm, chưa, quay lại Thông ơi, quay lại, bước lại chỗ này. Rồi phải lót thêm một ụ rơm nữa, rồi con bước qua. Bước lên, nhanh lên, bạn Minh Thông đang chơi một cách hết mình, bước chân thân thoát của bạn. Mặc dù có vấp ngã nhưng bạn vẫn đang tiến lên rất là thần công. Rồi cắm cờ vô con. Rồi kéo xe đi. Minh Thông nè, bắn nè con. Tô Định là một tên tế thú tàn ác, nên chúng ta phải bắn phá, bắn nào. Cô ạ. Ôi bắn gì mà trái banh nằm yên tại chỗ. Tập trung nè. Ủa gì kỳ vậy? Chú ơi, hãy chỉ dẫn cho Minh Thông để Minh Thông trở thành một cậu bé có sự tự lập. Đúng rồi. Rồi, cứ vẫn giữ như cái đà như vậy. Đúng rồi Minh Thông ơi, cố gắng lên nha. À, ông Tô Định đã bước ra rồi. Ông Tô Định cầm cái súng nước. Hai người nhìn nha. Không có lấy banh, trời, không có lấy banh, trời. Lấy banh rồi lấy banh đâu mình bắn. Ô trời ơi, không có vô thành bé ơi. Cố gắng lên Minh Thông, cố lên. Ôi, đúng rồi, cứ vẫn tiếp tục với cái đà đó. 1, 2, 3, 4. Minh Thông, cô tin vào con. Cố lên, chị ơi, cổ vũ nào. Cố lên. Ôi sao càng cổ vũ thì Minh Thông càng là yếu. Cô Lộc sẽ đứng nhìn thôi, chỉ biết đứng nhìn và không nói tiếng nào. Ôi, vẫn không được rồi. 30 giây cuối cùng của chúng ta để vượt qua thử thách này. Hy vọng rằng với trong 30 giây này thì Minh Thông có thể thực hiện được. Ôi trời ơi, cái tên thái thú này. Cố lên. Ôi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Hết giờ, chạy qua thành nào, lẹ. Đây là thử thách cuối cùng, đây. Chị và chú, chúng ta sẽ khiêng nước. Còn Minh Thông sẽ là người bưng thúng lúa nếp, đúng rồi. Chạy trước rồi, chạy sao, chú trước rồi. Nhanh lên, đừng suy tính nữa, tốn thời gian lắm rồi. Rồi, cố lên, Minh Thông quá hay rồi. Rồi, Minh Thông cầm thúng lúa nếp chạy rất là nhanh nhẹn. Hy vọng rằng là chú và là chị. Nhanh lên nào. Chúng ta còn những giây phút cuối cùng để có thể hoàn thành thử thách này thôi. Nhanh lên nào. Wow, chạy xong. Công nhận với sự cố gắng hết sức là tuyệt vời của người chị Minh Thông. Mặc dù là với cái chân đang băng bó mà chị của Minh Thông là cố gắng hết sức để hỗ trợ em mình một cách tuyệt vời. Nhìn cái chân băng bó rất là đáng thương. Chạy thì si cà que, si cà nhắc như vậy á. Cố lên con, còn nhiều mấy phút cuối cùng thôi. Cố lên chị ơi, cuối cùng chị ơi. Minh Thông để bánh lên xay, nhanh lên, lẹ lên. Chị cố lên. Rồi nhanh lên. Rồi bấm nút nào. Bấm nút. Xin chúc mừng gia đình của bé Minh Thông. Minh Thông ơi, cho cô Nghinh Lộc hỏi về cảm xúc của con. Vì trong quá trình mà diễn ra thử thách của gia đình của chúng ta thì thấy chị của chúng ta có cái chân si cà nhắc á. Thì con có muốn gửi lời nào đến với chị của con không? Con rất thương chị. Thương hả? Dạ. Cưng quá à. Gia đình của chúng ta là không thể phá vỡ kỷ lục, cũng không thể bước qua được top 3, bởi vì gia đình của chúng ta tới 12 phút 18 giây lận. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta đã vượt qua được thử thách, đúng không? Và cùng nhau có một kỷ niệm đẹp, đúng không? Tất cả gia đình của chúng ta chào quý vị khán giả đi nào. Xin chào. Thì lúc đầu em cũng hơi lo sợ, tại chân đau thì sợ không có cùng bé Thông mà hoàn thành được hết phần thi, mà còn phá phần thi của bé Thông nữa, thì em có hơi sợ một chút. Cái lúc mà khiêng cái lu chạy vòng thì bị có cái phần lên xuống thì em nhúng chân xuống thì bị đau lắm, nó rất là đau. Em tưởng em té rồi. Giờ mình có gánh nặng nhưng mà mình lỡ bước chân vô cuộc thi rồi, cũng đã lỡ gì bé Thông rồi, cho nên là cố gắng tiếp, lỡ tiếp. Chị rất dũng cảm để cho con thi đấu vì để cho con vui và được chơi.
Các bé biết không, trước những cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thì Sao Công Nguyên cũng đã diễn ra rất là nhiều những cuộc khởi nghĩa khác nhau, điển hình như là cuộc khởi nghĩa của chàng Hối thủ lĩnh. À, chàng Hối này có người cha làm quan của nhà Hán. Đúng. Nhưng bởi vì không khuất phục nên cùng với cậu của mình là Phạm Công Quyền đã kéo binh lên tấn công lại giặc Hán. Còn ở Kẻ Sải thì sao nè? Kẻ Sải thì có nàng Trần Nương. Ừ. Nhưng mà nàng Trần Nương này á bị giặc Hán á lúc nào cũng là đe dọa nè, định cưỡng hiếp. Nên là nàng ta đã trốn khỏi nhà cùng với người bạn đời của mình là Thiên Bảo. Vì quá căm phẫn giặc Hán nên hai người giấy nghĩa binh kêu gọi các nghĩa sĩ tấn công giặc Hán khắp các miền Trung Du. Còn ở Đường Lâm thì sao nè? Không nhớ. Trời ơi, ở Đường Lâm thì có nàng Á Lan cùng em trai của mình là Lê Tuấn. À. Giặc Hán kéo tới làng của Á Lan, nhưng cha của Á Lan thì quyết tâm chống đối, cho nên giặc Hán cũng đã bắt và giết. Cũng chính vì vậy mà Á Lan cùng em của mình sau khi vừa xả tan xong cũng đã kêu gọi nghĩa binh đứng dậy để chống phá quân giặc Hán. Và bây giờ chúng ta xin chào đón gia đình của bé Mỹ Kim, một cái tên rất đẹp và với thứ tự là gia đình thứ 5 trong tập thứ 5 của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào gia đình của bé Mỹ Kim. Chào khán giả đi nào. Xin chào tất cả khán giả. À, Mỹ Kim ơi, con có thể giới thiệu về người thân của con tham gia vào chương trình ngày hôm nay được không? Đây là mẹ con. Ừ. Đây là con. Đây là chú. Đây là con nữa hả? Dễ thương quá. Thường á là con có vận động hay là môn thể thao nào mà để rèn luyện sức khỏe của con không? Dạ, con tập nhảy dây. Là như thế này á hả? Dạ. Wow, con thường con nhảy dây như thế này là bao nhiêu cái? Con nhảy được 20/20 thôi cơ. Vậy là giỏi quá rồi. Gia đình mình có đưa ra cột mốc là với thử thách này thì mình vượt qua được bao nhiêu phút không? Không, chị cố gắng hết sức rồi chứ còn không cố gắng. Rồi, vậy thì mình cố gắng hết sức nha. Gia đình chuẩn bị chưa? Rồi. Chuẩn bị ha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, gia đình của Mỹ Kim đã bắt đầu thử thách đầu tiên, đó chính là phơi lụa. Mỗi một sấp lụa nó sẽ có một chiều dài khác nhau. Chúng ta cần phải tỉ mỉ và chuẩn xác để có thể phơi đúng. Đúng không? Không đúng thì chuyển qua đây, chuyển qua đây. Wow, Mỹ Kim ơi, con rất là giỏi. Khéo léo lên con, khéo léo lên. Không cần đâu, con đứng bên đó thì con cắn ở bên đây nè. Mỹ Kim, con chạy qua chạy lại con sẽ bị mất thời gian đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào. Cả nhà ơi, nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta càng chậm bao nhiêu thì khoảng cách mà chúng ta xa rời phá vỡ kỷ lục bấy nhiêu. Cố lên nào. Dòng này là dòng cần sự khéo léo nữa. Mỹ Kim, mình là một cô gái đúng không? Mình phải khéo léo, đúng không con? Cần là sự khéo léo nên là con phải làm như thế nào đó để cho cô thấy không con khéo léo đi nào. Hy vọng rằng là trong vòng 15 giây nữa chúng ta có thể hoàn thành thử thách đầu tiên. Đúng rồi, mẹ có chân. Mỹ Kim chạy lên cờ con. Đợi nha, chưa? Rồi, ok. Kéo cờ con, lẹ lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mẹ với lại chú, đợi nha. Cột lại, quay một vòng nữa, rồi kéo. Đúng rồi, rồi. Rồi, chuyển tải quân lương nào, yeah. Vượt qua rồi. Con kéo cũng được mà Mỹ Kim. Con kéo đi Mỹ Kim. Rồi, một mình mẹ kéo hai bao luôn, hay quá. Chú ơi, chú sẽ giúp cho mẹ của Mỹ Kim và Mỹ Kim sắp xếp được cái nền móng phải thật là vững chắc nào. Tìm những bao nào cứng thật cứng để mà chúng ta làm cái trụ ở dưới, còn những bao mềm chúng ta để ở trên nào. Mỗi bên có hai người đỡ để có thể là chúng ta chồng chất lên những cái tầng ở cao. Cố lên. Và tôi thấy là nụ cười trên môi của bạn Mỹ Kim á, lúc nào cũng tươi tắn. Cảm thấy là cuộc chơi ngày hôm nay vô cùng thú vị với bạn ấy. Rớt rồi, cái bao kia kìa, rớt rồi. Ôi, không ra. Em nghĩ là chúng ta cần ụ rơm á chú ơi. Chứ như vậy coi chừng rớt nha. Nhẹ nhàng thôi. Bây giờ có thấy đây là một cái sắp xếp mới không? Đây là một cái kiểu chiến lược mới. Wow, thành công rồi. Đúng rồi, ở tầng trên cùng không nhất thiết là chúng ta phải đặt 3 bao. Nó gây khó khăn hơn rất nhiều. Ở tầng trên cùng chúng ta có thể để 2 bao và chất bao còn lại chúng ta trở thành là ngôi nhà 5 tầng. Đúng rồi, cũng nhờ chiến thuật như vậy đã có thể giúp đỡ cho gia đình của bạn Mỹ Kim vượt qua thử thách khó khăn và đã mất thời gian của rất là nhiều các gia đình. Và bây giờ, ở phần thử thách còn lại vượt chướng ngại vật, Mỹ Kim cũng đã thành công và cắm cờ vào. Cả gia đình di chuyển dàn khung nè. Rồi, ok. Bắt đầu đi nè.
ngồi xuống. Chúng ta hãy thử một lần để cho bé Mỹ Kim trải nghiệm ở phần thi này đi cả nhà. 2, 3. À, đúng rồi, đúng rồi. Ba di chuyển, vô cùng thú vị. Bé Mỹ Kim nhờ nụ cười tươi tắn đó mà bạn đã giúp cho gia đình mình vượt qua. Chỉ mới có 5 phút 30 giây thôi. Hy vọng phá kỷ lục ở ngày hôm nay. Cố lên nào cả gia đình. Đây, nhiệm vụ ở đây nè. Mãi mê chạy theo bé Mỹ Kim mà gia đình đã quên mất nhiệm vụ. Mỹ Kim ơi, con phải nhào ra, con cầm mũ thốc này nè. Nhảy ra, quay lại. Cầm mũ thốc, Kim chạy, gia đình chạy. Cố lên. Chỉ mới 6 phút thôi, chúng ta vẫn có cơ hội có mặt ở vòng gala. Chúng ta vẫn còn một cột mốc quan trọng nữa. 7 phút là cũng là một cột mốc, chúng ta có thể là đứng ở vị trí thứ hai. Cố lên, chạy nhanh lên nào. Chúng ta gần tới 7 phút rồi. Cố lên, cầm cái mâm. Cầm mâm, thả xuống. Cầm mâm kia, chạy đi. Chạy nữa lại ơi, không. Chạy theo đường. Chạy đi. Đúng rồi, chạy nào con, chạy nào. Trong lúc này, họ đang rất là căng thẳng và hồi hộp, không biết là họ có phá vỡ kỷ lục hay không. Nhanh lên. Qua, cố lên nào. Thông báo cho cả nhà chúng ta về thành tích mà cả nhà chúng ta đạt được. Chị nghĩ là chúng ta có được phá vỡ được kỷ lục không? Có không? Cô không biết. Đã hết mình thì cô không biết. Gia đình của chúng ta đã lập nên một thành tích rất ấn tượng với tổng số thời gian là 7 phút. Wow. Yeah. Và thông báo với gia đình luôn là chúng ta đang nằm trong top 3. Và đặc biệt là vị trí chúng ta đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp các gia đình đã đang thi. Xin chúc mừng cả nhà. Bác Du hy vọng là sẽ một lần nữa gặp gỡ được gia đình sắc cam và dễ thương như vậy ở trong vòng chung kết gala nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào tạm biệt khán giả đi nào. Gia đình mình có một sự phối hợp rất là ăn ý với nhau, chia ra những công việc, đã bàn luận trước những công việc, dù Mỹ Kim làm gì, bạn Mỹ Kim làm gì và chú sẽ làm gì. Theo đó có một sự rất là nhanh nhặn của cháu Mỹ Kim. Bé rất là hoạt bát, linh động. Bé đã làm tốt nhiệm vụ của mình để cho gia đình được kết quả tốt ngày hôm nay. Nếu mà được vào vòng trăm nữa thì mình sẽ rèn luyện sức khỏe cho bé thật là tốt để cho bé có cái thể lực dẻo dai trong những phần sau. Thành công này là nhờ thành công của chú với mẹ gắn kết lại để cho con vào được phòng thi này. Xin trở lại với chương trình Gia đình siêu đẳng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với gia đình thứ 6. Bé Phước Tài ơi, hôm nay con đi thi với lại ai nè? Dạ, con đi thi với lại chú con và anh con. Ba chàng trai khôi ngô và tướng tú. Hy vọng ba chàng trai của chúng ta sẽ phá kỷ lục 6 phút 05 giây. Ba chàng trai có đồng ý là mình phá vỡ kỷ lục không? Đồng ý. Thì hãy sẽ quyết tâm đi nào. Yeah. Rồi bắt đầu nha. Cô xin. Rồi, 1, 2, 3. Bấm nút. Rồi bây giờ ba chàng trai của chúng ta sẽ thực hiện thử thách đầu tiên, đó chính là phơi lụa. Dễ thương quá, ba chàng trai phơi lụa nhìn rất là dễ thương. Tuy nhiên thì họ có một chiến thuật nha. Phước Tài của chúng ta là sẽ chia ra 4 nẹp tre cho mỗi một nơi. Những lụa đầu tiên đã được căng ra đúng vị trí. Đúng rồi, hình như đúng rồi. Cố lên. Phước Tài ơi, mấy cái nẹp tre đâu con? Đúng rồi, chạy qua bên đây nẹp tre lẻ. Phước Tài, nhanh lên. Khéo léo, tỉ mỉ lên một chút xíu. Chúng ta cố gắng lên, có thể rằng là đội của chúng ta sẽ vượt qua kỷ lục. Nhanh lên cả nhà ơi, con căng ra Phước Tài, tranh thủ nào. Thời gian không đợi chúng ta nữa. 1 phút 30 giây đã trôi qua. 4 tấm lụa của chúng ta gần như được hoàn thành. Cố gắng chúng ta gia cố lại thôi. Cẩn thận rồi, bước ra nhẹ nhàng thôi. Ôi, rồi bước ra nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, 2 miếng lụa đã được hoàn thành. Chú ơi, xong chưa? Xong chưa? Qua đây hỗ trợ Phước Tài, lẹ lên.
Wow, Tuấn Tài đã hoàn thành được một tấm lụa đầu tiên, phất tay. Chạy lại lớp cần, bên đây gia cố lại nè, chú lẹ lên. Một cái nữa, rồi kéo cơ. 2 phút 30 giây đúng yêu cầu để vượt qua thử thách này. Mạnh lên, đúng rồi, cột lại. Đợi Phước Tài kéo cờ thì mình mới được di chuyển quân lương. Đợi xíu xíu, rồi con kéo xuống. Rồi, di chuyển. Nhảy xuống con, nhảy xuống, nhảy xuống. Được không, được không, cẩn thận nào, cẩn thận nào. Rồi, chạy xuống phụ chú với anh mình, lẹ lên. Tài ơi, con hãy di chuyển những bao quân lương đi con, cố lên. Cả gia đình mình toàn những quý ông đang rất khỏe mạnh, thì mình hãy tận dụng những cơ hội đó, những lợi thế đó để chúng ta có thể chơi một cách tốt nhất đi con. Cố lên nào. Đã 3 phút 30 giây trôi qua rồi, hy vọng rằng là đội của Phước Tài, chú ơi, chúng ta chỉ cần bình tĩnh một chút xíu. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại để chúng ta có thể sắp xếp. Chú ơi, có vẻ là hình như nó bị méo tùm lum rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Cứ làm đi, tao muốn làm sao tao làm. Nhưng mà người ta góp ý mà. Bà vô thấy không méo như vậy thì làm sao mà xây ra được tầng 3 tầng 4. Hồi nãy ở gia đình thứ 5 họ cũng đã đưa ra một chiến thuật rất là lạ mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Bây giờ biết đâu đó cũng là một chiến thuật mới lạ thì làm sao. Đấy, chiến thuật mới lạ đã bị phá vỡ rồi. Và bây giờ hy vọng là với một chiến thuật mới. Phước Tài ơi, con gắng, cố gắng là con hỗ trợ. Có thể là con không chất được thì con nhịn lại thôi. Một kỷ lục mới có thể được xác lập. Cố gắng lên, cố gắng lên. 4 phút 30 giây. Rồi thả xuống luôn, thả xuống hết luôn. Rồi mình hãy tiếp tục tập tạ đi con. Phước Tài quả thật là năng nổ. Điều này cho thấy là chú của Phước Tài là một người chỉ huy rất là tận tình và tận tâm để chỉ hai người cháu của mình. Cần người giữ thay vì những người khiêng. Cần người giữ, chúng ta cứ phải giữ và chúng ta đỡ lên từ từ. Đúng rồi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Thử thách này rồi, bây giờ chú với lại anh sẽ lót những bụi rơm để lót đường cho Phước Tài. Cố lên, chú và anh trai của mình cũng đã hoàn thành tốt trách nhiệm rồi. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải nhanh hơn nữa, vượt qua các chướng ngại vật đi. Lẹ lên Tài ơi, chạy lên, chạy lên. Đúng rồi, để đó. Rồi di chuyển ba cái banh thôi, chúng ta chỉ di chuyển ba cái banh được thôi. Rồi cắm cờ vô đây Tài. Cắm cờ vô đây. Đây chú cắm giùm cho luôn. Đi. Ngồi vô. 6 phút 30 giây. Rồi tập trung bình tĩnh làm lại. Chúng ta vẫn có cơ hội phá vỡ kỷ lục đó con. 2, 3. Đó di chuyển. Tiếp tục. Di chuyển đi nào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thời gian chúng ta vẫn còn 7 phút 15 giây, vẫn còn thời gian, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vẫn còn thời gian cho top 3, vẫn còn thời gian, cố lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chạy đi Tài, chạy đi, càng nhanh càng tốt. Cố lên, thời gian dành cho top 3, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. 7 phút 30 giây đã trôi qua, nhanh lên, chúng ta vẫn còn 20 giây nữa. Nhanh lên nào. Cố lên, nhanh nữa Tài ơi. Rồi, bưng cái mâm, bưng mâm, bưng mâm, chạy đi. Chạy đi, chạy ngược lại, nhanh lên Tài. Chạy đi, mất thời gian 8 phút đang đón chờ tụi con, cố lên. Nếu như không được, anh có thể bế bé mà chạy luôn cũng được nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quay lại đây, đường này, đường này, đường này, đường này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bấm giờ. Xin chúc mừng gia đình của bạn Phước Tài cũng đã hoàn thành phần thi của mình với tổng số thời gian là 8 phút 24 giây. Rất là tiếc bởi vì đội đứng top 3 là 8 phút 14 giây. Chỉ xuyết sao một chút xíu nữa thôi. Tài ơi, con có tiếc không? Dạ con không có tiếc mà con thấy rất vui. Con cũng thấy rất mệt. Dẫu sao thì
chúng ta cũng đã có với nhau một khoảnh khắc trọn vẹn rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chào tạm biệt khán giả đi nào. Tạm biệt. Thứ tự của cuộc chơi ngày hôm nay cũng đã có rất nhiều sự thay đổi. Điển hình là chúng ta đã có một gia đình đã phá vỡ một kỷ lục của nhóm top 2. Chính vì vậy, bạn tổng sắp cũng đã được thay đổi. Hãy cùng xem clip tổng sắp trên các đội chơi. Của bé Minh Kỳ với kỷ lục là 6 phút 05. Còn đứng thứ hai đó chính là gia đình của bạn Mỹ Kim, tổng số thời gian 7 phút. Thứ ba 7 phút 28 giây đến từ gia đình của bạn An Nhiên. Và trong cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay, 6 gia đình ở tập thứ 5 cũng đã trải qua một ngày vô cùng ấn tượng. Chúng ta cũng đã có những khoảnh khắc tuyệt đẹp với từng thành viên gia đình cùng với nhau. Và cũng vì như vậy, chương trình Gia đình Siêu Đẳng của chúng tôi cũng đã dành tặng cho các bé những phần quà nhỏ nhắn để có thể ghi nhớ lại, sau này có thể khoe cùng với bạn bè, bà con, cô bác mình đã trở thành một siêu nhân lúc nào không biết. Yeah, đúng rồi. Đây, tặng con đây nè. Một cuốn lịch sử Việt Nam bằng tranh nữa. Đây nè, rồi cho con. Rồi, chú gửi rồi, nha. Cái này. Rồi. Siêu nhân Kim Anh nè. Rồi, hồi hộp nha, coi có biết là có vô là chung kết hay không nha. Cố gắng lên. Kính thưa quý vị, thời gian không còn nhiều nữa. Sau đây thì cũng là nói lời chia tay cùng với quý vị. Và đừng quên lịch phát sóng của chương trình Gia đình Siêu Đẳng vào lúc 14:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên chúng tôi bởi vì chúng tôi chính là Gia đình Siêu Đẳng.